LG là Insight FL thì nó nghèo nàn hơn nhiều. Chúng ta sẽ chỉ có một thân máy, sách hướng dẫn sử dụng và một cái phụ kiện duy nhất và cũng không hữu ích, đó chính là một cái cáp đóng vai trò như là anten thu bắt sóng TV ở bên Nhật. Như vậy thì một cách nào đó thì có thể nói là Insight FL sẽ không có phụ kiện nào kèm theo. Nói đến đây thì những bạn nào mà yêu thích phụ kiện được cặn kèm theo máy thì có lẽ dĩ nhiên là sẽ nghiêng phần thắng cho Galaxy Z. Nhìn qua nhanh tổng thể của hai sản phẩm này thì có thể thấy lợi thế của sản phẩm đến từ LG là có màn hình kích thước lớn hơn 5,5 inch, còn Galaxy Z thì chỉ có kích thước 5 inch mà thôi. Thêm vào đó thì LG cũng đã quảng cáo rất nhiều về cái viền màn hình siêu mỏng của máy. Galaxy Z sẽ thiên về cái thiết kế vuông vức hơn, được bo cong ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác rất thoải mái khi mà các bạn sử dụng. Còn với LG thì hơi trái ngược một chút, đó là máy sẽ thiết kế tròn bầu bĩnh, đặc biệt là cái mặt lưng, nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy là nó được làm bo cong và mặt lưng làm bằng chất liệu nhựa bóng, cầm vào cũng rất là thích và ôm tay. Một chi tiết nhỏ nữa đó chính là những cái phiên bản màu sắc của cả hai sản phẩm đến từ nhà mạng nội địa Nhật. Họ thường trang bị những cái màu sắc hết sức là rực rỡ và nổi bật. Với cả Galaxy Z và LG Insight FL, chúng ta sẽ đều có những cái màu đặc trưng như là màu xanh dương và màu hồng. Phiên bản màu hồng thì cũng rất là đẹp và dễ thương. Một điểm nữa đó chính là nói về LG, khi mà máy được thiết kế camera ở phía cạnh dưới của máy thay vì là ở phía trên như là những chiếc điện thoại khác. Đèn LED và mic thoại cũng được đặt ở dưới cùng, khiến cho khi mà các bạn cầm cái sản phẩm này lên, những người đầu tiên bỡ ngỡ sử dụng sản phẩm này sẽ rất ngạc nhiên khi mà tưởng rằng chúng ta đang cầm ngược sản phẩm. Thực chất thì các bạn đã cầm đúng rồi. Về thiết kế thì có thể nói là Galaxy Z là một cái sản phẩm mà người dùng nói chung và riêng cá nhân mình thì đều đánh giá đây là một trong những cái thiết kế đẹp nhất của Samsung trước khi mà những sản phẩm như là Alpha hay là Note 4 ra đời. Nó có một cái thiết kế vuông vắn khác xa so với những cái điện thoại như từ thế hệ S3 hoặc là S4. Thiết kế của nó đẹp mà mạnh mẽ hơn, cũng như là mọi những cái vị trí đặt ở mặt lưng và mặt trước đều được bố trí khá là hợp lý. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc khi mà sản phẩm này không được bán rộng rãi ra thị trường quốc tế mà nó sẽ chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở trong thị trường nội địa Nhật. Còn về phần Insight FL, nếu như các bạn biết thì sản phẩm mà được LG tốn nhiều công sức PR nhất đó là LG G3 với màn hình độ phân giải lên đến 2K. Thì Insight FL thực chất nó còn là cái điện thoại với màn hình độ phân giải 2K đầu tiên của hãng LG mà hãng ra mắt ở thị trường nội địa Nhật. Thêm vào đó thì Insight FL còn có ưu thế hơn so với Galaxy Z nhờ tính năng chống nước theo tiêu chuẩn X7. Các bạn có thể thấy là mình đã từng làm một cái video thử khả năng chống nước của G3 và thực sự thì nó hoạt động rất tốt. Insight FL thì có thể nói là nó sở hữu thiết kế tương tự như là G3 phiên bản quốc tế với hệ thống phím cứng được đặt ở mặt lưng của máy, camera, đèn LED và một cái cảm biến hồng ngoại kiêm chức năng lấy nét laser. Tuy nhiên thì phím nguồn sẽ được đặt ở bên cạnh phải của máy và hai cái phím tăng giảm âm lượng phía sau. Cảm giác ấn thì chưa được tốt bằng như là G3 quốc tế.